Xin chào tất cả các bác và các anh em. Em nghĩ rằng là các bác khi đã quyết định gửi vang số đến cho em căn chỉnh và em lại ở rất xa các bác, thì có lẽ rằng các bác cũng dõi theo từng ngày từng giờ và cũng rất muốn nghe cái chất âm cũ mà trước khi em căn chỉnh nó như thế nào. Thì có một chiếc vang số DBS 800 của một chú em ở Nghệ An vừa mới gửi đến chiều nay, và một chiếc X12 hàng mới có cái tên là X12 Hi-Fi của một chú em ở Hải Phòng gửi đến căn chỉnh. Thì thường thường khi em nhận vang số của các bác anh em gửi đến thì em cũng test xem nó thế nào, thì để cho các bác anh em có thể nghe được cái cũ và cái mà em gọi là làm sơ bộ, để cho các bác anh em có thể là cảm nhận được là cái sự thay đổi khi mà quyết định cho một người ở xa căn chỉnh. Thì cái việc mà các bác gửi cho em ở xa, em cũng làm cũng rất là cố gắng để mà làm cho các bác anh em làm sao cho nó thật tốt, bởi vì nó vừa mất tiền công tiền cước, lại vấn đề chờ đợi nữa. Thế nhưng mà một cái vấn đề là nếu như mà không căn chỉnh lại thì có lẽ rằng là rất khó sử dụng, mà bản thân các bác là người sử dụng thì làm sao mà căn chỉnh được. Em vẫn chia sẻ với các bác anh em là rất khó, nhất là những chiếc vang số mà nhiều chức năng lại càng khó, cho nên rằng là đối với các bác anh em là người sử dụng thì khó mà căn chỉnh được. Để có chất âm hay trên vang số thì phải làm rất nhiều mục. Thì đây nó là cái cấu hình đầu tiên ở trên chiếc vang số S800 này. Với một chất âm như thế này thì em nghĩ rằng là rất khó sử dụng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 4, 7, 10, 2, 3, 5, 6, 9, 1, 2, 6, 9, 9, 1, 2, 6, 9, 9. Cái âm nó bị mờ đục, nó không rõ ràng và nó không có cái độ nhảy ở cái dải cao. Đây có hình 2 này. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4 7 10 2 3 5 6 7 8 9 10 4 2 6 7 8 9 10 4 2 6 7 8 9 10 4 2 6 7 8 9 10 4 2 6 7 8 9 10 4 2 6 7 8 9 10 4 2 6 7 8 9 10 4 2 6 7 8 9 10 4 2 6 7 8 9 10 4 2 6 7 8 9 10 4 2 6 7 8 9 10 4 2 6 7 8 9 10 4 2 6 7 8 9 10 4 2 6 7 8 9 10 4 2 6 7 8 9 10 4 2 6 7 8 9 10 4 2 6 7 8 9 10 4 2 6 7 8 9 10 4 2 6 7 8 9 10 4 2 6 7 8 9 10 4 2 6 7 8 9 10 4 2 6 7 8 9 10 4 2 6 7 8 9 10 4 2 6 7 8 9 10 4 2 6 7 8 9 10 4
cái chất âm FX và cái chất âm của mic nó không tươi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 4, 7, 10, 2, 3, 5, 6, 9, 1, 2, 6, 9, 9, 1, 2, 6, 9, 9. Một cái chất âm FX và phần mic nó không tươi, không tự nhiên. Thì làm cái chất âm ở trên vang số ấy, thì nó phải sáng, nhưng mà nó phải tự nhiên cơ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 4, 7, 10, 2, 3, 5, 6, 9, 1, 2, 6, 9, 1, 2, 6, 9, 1, 2, 6, 9. Thì rõ ràng là các bác nghe là cái chất âm em làm nó khác. Và bây giờ là test luôn cái chiếc vang số. Vừa rồi thì cũng nghe ở trên chiếc vang số DBS 800 nhá. Bây giờ sẽ chuyển sang chiếc vang số X12. Bởi vì em nghĩ rằng các bác gửi lên cho em thì cũng rất là sốt ruột, muốn nghe cái chất âm, chất âm nó như thế nào. Và bây giờ sẽ cắm sang chiếc X12 này. Thì cái việc chọn lựa cho một người ở xa căn chỉnh thì chắc là các bác cũng phải là rất tin tưởng rồi. Rất tin tưởng. Và bây giờ là chiếc vang số X12. Thì qua quá trình kiểm tra chiếc vang số này ấy, đây là cái cấu hình 1 này. Cấu hình 1. Một chiếc vang số mà được đánh giá là hay. Nó thì cũng không phải là đắt lắm đâu, nhưng mà nhìn chung thì nó cũng là cái hàng tương đối và được đánh giá là hay. Nhưng mà khi các anh em mua về sử dụng thì nó lại không đạt được cái mong muốn của các anh em. Đấy là một cái mà làm cho các anh em thất vọng. 1 1 1 2 2 3 3 4 4 4 5 5 6 6 7 7 8 9 10 10 4 4 7 7 2 2 3 5 6 6 1 1 2 6 6 1 1 2 6 6 1 1 2 6 6 Thì rõ ràng rằng một chất âm FX nó không tự nhiên, nó không mềm ở cái giải thấp, không sáng ở giải cao, và nó thiếu đi cái sự tự nhiên của cái phần âm sắc. Cho nên làm một chiếc vang số để mà tạo ra được một cái chất âm mà nó tự nhiên tình cảm, cái đấy mới là một cái khó. 1 1 1 2 3 3 4 4 4 5 5 6 7 7 8 9 10 10 4 7 10 2 3 5 6 1 2 6 1 2 6 9. Nó đục mà nó quăng quẳng ra cái ba này, gọi cái ba ta,
nhìn chung không căn chỉnh gì đâu, ở phần music cũng như phần DMX EQ, những cái mục mà kể cả phần music cũng như là phần ấy thì không căn chỉnh gì đâu. Cho nên các bác đã bỏ tiền ra mua nhưng mà đổi lại là cái vấn đề căn chỉnh nó chưa hết tầm, nó chưa hết tầm, cho nên là nó không hay được. 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7 7 7 2 3 5 6 7 1 2 6 7 6 7 1 2 6 7. Tiếng nó đục như thế này thì làm sao mà hát được cái 4 này. Nói chung là không căn chỉnh. Chỉ mà chỉ vang số rất nhiều mục để mà làm cái phần âm sắc cũng như là cái phần effect. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 4, 7, 10, 2, 3, 5, 6, 9, 1, 2, 6, 9, 6, 9. Và bây giờ thì sẽ nghe cái chất âm mà em làm ở trên chiếc vang số này. Đây là chiếc vang số X12 và đây là một cái cấu hình mà em cũng đã làm để cho chú em ở Hải Phòng này chú có thể là nghe được sơ sơ về cái chất âm của một cái cấu hình của cái người chuyên làm về con số. 1 1 1 2 2 3 3 4 4 4 5 5 6 7 7 8 9 10 10 4 4 7 7 7 2 2 3 5 6 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1
với lại các anh em khác, và các bác thấy được rằng là nó có cái độ mềm mại ở cái dải thấp, độ mượt, độ êm của cái dải trung và cái độ sáng của cái dải cao, và sáng nó có độ nhuyễn. Cho nên chính vì làm được cái chất đầm đáp phách như thế, cho nên rằng là em ngồi tại nhà em có thể căn chỉnh được cho các anh em cũng tương đối tốt các loại vang số khi mà anh em gửi đến căn chỉnh. Thì em hy vọng rằng là khi mà chú em ở Nghệ An nhận lại chiếc vang số DBS 800, cũng như là chú em ở Hải Phòng nhận lại chiếc vang số 12 sẽ khá hài lòng với chất đầm em đã làm.